thưa quý ông bà anh chị em, chào mừng quý ông bà anh chị em đến một mối men cho đời phần suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm tin mừng theo Thánh Luca của Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Bài tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy có những người thuật lại cho Chúa Giêsu việc quan Phi-la-tô giết mấy người Galilee, làm cho máu họ hòa lẫn máu các con vật tế sinh Ngài liền bảo, các ngươi tưởng mấy người xứ Galile bị ngược đãi như vậy là người tội lỗi ư. Hơn tất cả những người khác ở xứ Galile ư. Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đè xuống trên đầu các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ừ, ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này. Có một người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có anh hãy chặt nó đi còn để nó choáng đất làm gì nhưng anh ta đáp thưa ông xin để cho nó một năm nay nữa tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân may ra nó có quả trăng bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi thưa cộng đoàn hôm nay chúng ta bước vào chủ nhật thứ ba của mùa chay tin mừng theo thánh luca trình bày cho chúng ta cuộc xuất hành thiêng liêng xuất hành từ lòng sám hối ăn năn đây quả là một điều khó cho mỗi người chúng ta quả thế đều làm chúng ta khó sám hối đó là cảm thấy mình ở trong tình trạng an toàn đức giê xu nói về hai biến cố nóng bỏng mang tính thời sự một là do sự tàn ác của philato một là do tai nạn lao động cả hai đều dẫn đến cái chết thảm khốc những người galilei bị đổ máu ngay lúc dâng lệ ở đền thờ 18 người chết bị tháp Sinoe đè bẹp. Vào thời Chúa Giêsu, họ bị coi là kẻ có tội, bị Chúa phạt. Những người khác dễ nghĩ mình vô tội vì còn được bình yên. Điều này đưa đến sự tự hào và an toàn giả tạo. Đừng tưởng Đức Giêsu đưa ta ra khỏi ảo tưởng về mình. Ngài nhắc mọi người sám hối vì biết ai nặng tội hơn ai. Lúc còn được sống yên lành là lúc cần hoán cải. Có thể đây là cơ hội cuối cùng trước khi cái chết ập xuống. Cây vả trong dụ ngôn cũng ở trong tình trạng an toàn. Nó không cho trái độc, không làm hại nho, không phá cảnh quan nó chỉ phạm một tội thôi tội làm hại đất tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái chúng ta có thể cảm thấy an toàn như cây vả cằn cỗi tự hào vì mình không làm điều xấu chẳng làm hại ai nhưng lại quên rằng mình đã phạm tội không làm điều tốt những điều tốt có thể là làm được và phải làm có bao lén bạc chúa giao không được đầu tư, bao người túng thiếu mà ta không giúp đỡ. Khi không làm điều tốt cho đời, cho người, ta tiếp sức mạnh cho sự giữ tung hoành. Sống đạo không phải chỉ là lo tránh tội, mà còn là tích cực gieo rắc phát huy cái tốt. Một khi tô hữu sống an phận, cằn cỗi là một phản chứng. Thế giới cần những Kitô tô hữu dẫn thân biết bảo. Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt Thiên Chúa, Thiên Chúa là người chủ vườn kiên nhẫn. Đã ba năm nay ta ra tìm trái nơi cây. Ngài đã nuôi bao hy vọng. Tôi ra tìm trái mà không thấy. Quyết định chặt cây đi chỉ đến sau những lần hụt hẫng. Ngài chỉ phạt khi đã làm đủ cách để lay động con tim chúng ta. Chúa Giêsu là người làm vườn kiên nhẫn không kém. Xin ông cứ để nó lại năm nay nữa. Ngài không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh. Tôi sẽ vun sới, bón phân, may ra sang năm nó có trái. Nhưng đừng quên lời đe dọa cuối cùng. Nếu không ông chủ cứ chặt nó đi. Kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, nhưng cương quyết đòi hỏi. Đó là thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân. Đức giê -xu vừa thôi thúc chúng ta, mau mau hoãn cải, vừa chấp nhận cho ta có thời gian trì hoãn. Cuộc đời chúng ta là một cuộc xuất hành trong niềm tin. Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn cậy dựa vào Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách và gian nan giữa lòng biển cả trần gian. Ngài sẽ che phủ chúng ta bằng bóng mây yêu thương. Ngài sẽ bẻ bánh đời mình để nuôi dưỡng chúng ta qua bí tích thánh thể. Ngài chính là mô xe mới đang dẫn dắt chúng ta đi về quê trời. Do đó, sống thời gian của mùa chay thánh là sống hoán cải và quay về cùng Chúa. Hoán cải là đón lấy những săn sóc tế nhị của Chúa, là đừng để thui chột những ơn lành Ngài ban. Mùa chay không phải chỉ là để thú tội, mà còn thú cả sự cằn cỗi, y ạch của mình. Ước gì cây đời của ta có nhiều trái hơn và ngọt hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bột nơi tim con. Xin biến đổi con tim để nó trở nên đơn sơ, hồn nhiên và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người. Amén.